trước ý kiến về việc có thể trưng dụng hai cơ sở tôn giáo là chùa Bái Đính, Ninh Bình và chùa Tam Chúc, Hà Nam làm nơi cách ly người nhiễm COVID-19. Giới chuyên gia y tế đã lên tiếng về việc này. Trả lời phóng viên về việc có nên sử dụng chùa Tam Chúc và Bái Đính làm nơi cách ly những người nghi nhiễm COVID-19, Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết Phật giáo có mặt ở Việt Nam trên dưới 2.000 năm gắn bó và đồng hành cùng hành dân tộc. Dù lịch sử thăng trầm, thì Phật giáo vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc và luôn phát huy vai trò hộ quốc an dân. Trong những năm tháng kháng chiến, chùa còn là nơi nuôi giấu các chiến sĩ, cán bộ cách mạng. Vấn đề dịch bệnh, Thủ tướng đã nói chống dịch như chống giặc. Với dịch COVID-19 này, nhà chùa tuyệt đối tôn trọng các ý kiến của cơ quan hữu quan và chuyên môn. Hàng năm các chùa vẫn tổ chức các khóa tu hàng ngàn người nên, nếu các cơ quan hữu quan có ý kiến muốn sử dụng cơ sở của Tam Chúc và Bái Đính để đón những người con xa xứ, những du khách, quý Phật tử hay người dân trong nước cần phải cách ly vì nghi ngờ lây nhiễm COVID-19, thì nhà chùa sẵn sàng đón nhận. Vì lợi ích của quốc gia, của dân tộc thì đây là một việc hết sức bình thường, Thượng tọa Thích Minh Quang khẳng định. Trước đó, chùa Tam Chúc đã tạm hoãn lễ khai hội theo yêu cầu từ phía cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, phía Thượng tọa Thích Minh Quang và hai chùa Tam Chúc cùng Bái Đính cũng tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho khách hàng hương. Việc tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng tránh bệnh cũng được thực hiện hết sức nghiêm túc tại hai cơ sở tôn giáo này. Thượng tọa Thích Minh Quang phát khẩu trang cho khách hàng hương, trong khi, về thông tin này, đại diện Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, việc sử dụng những cơ sở, ngoài ngành y tế để cách ly khi có hiện tượng quá tải sẽ được thực hiện. Hiện tại, chúng ta đang cho cách ly ở nhiều cơ sở khác nhau như doanh trại quân đội, bệnh viện dã chiến, những nơi cách ly đều phải được đáp ứng các yêu cầu, đủ điều kiện y học cần thiết. Việc các chùa như Tam Chúc, Bái Đính được trưng dụng làm nơi cách ly cho đến nay chưa có cơ quan chức năng nghiên cứu. Việc những cơ sở tôn giáo này có đủ điều kiện để làm nơi cách ly hay không thì trong trường hợp cần thiết sẽ có lực lượng chức năng ngành y tế đánh giá. Bên cạnh đó, phía Cục Y tế Dự phòng cũng hết sức hoan nghênh những ý kiến đóng góp của những cơ sở ngoài ngành y tế. Việc phòng chống dịch COVID-19 có những diễn biến hết sức phức tạp, nên tất cả mọi người đều phải thực hiện nghiêm túc theo đúng các hướng dẫn mà Bộ Y tế đã công bố. Nguồn HTTPS, ngày nay VN247CONENTRUNGDUNGCHUAVAIDENHVATANCHUCLINGHINCHIEMCOVID-19166916HTMLS+S. Bye.